Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Chưa bao giờ tôi dẫn một chương trình nào mà tôi lại cảm thấy là tôi áp lực như chương trình này. Cái áp lực đó nó tăng dần theo các tuần. Lúc tôi mới bước vào tôi tự tin lắm. Tôi nghĩ tôi là người có thân hình ok nhất. Sau đó, những áp lực rình rập tôi. Hiện nay các chàng trai như Lộc Vượng, Thái Sơn đã dần ốm xuống. Trong khi chiều cao của tôi thì không thể dài hơn. Thì làm sao? Lỡ một ngày nào đó, ngay tuần cuối cùng, tôi đứng kế bên, nhan sắc tôi chợt thui chột, chắc tôi sẽ buồn lắm. Em làm đi em đừng nhắc đến chiều cao nữa. À vậy hả? Xin lỗi chị. Thưa quý vị, giám khảo Việt Hương, đứng cũng như ngồi, có một cái vị trí nhất định trong làng nghệ thuật. Thành thử ra cái chiều cao của chị chúng ta không nên bàn. Đúng rồi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị tiếp tục theo dõi một câu chuyện tình yêu rất là lãng mạn. Một cuộc tỏ tình không phải của hai người, mà của hai con chim. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Mai Trang. Cái thử thách đu dây cột xà ngang khó lắm luôn. Là con gái thì tất nhiên sức tay nó sẽ không bằng con trai rồi. Tuy thì có các anh huấn luyện viên đứng ở dưới đỡ giùm bọn mình cái chân, nhưng mà khi hít được một cái, hai cái thì cũng rất là khó khăn. Tới cái thử thách đeo lên cao bằng một sợi dây đứng như vậy thì khó lắm luôn. Tại vì dây thứ nhất không cố định. Cái thứ hai nữa là những cái nút thắt nó rất nhỏ. Và tay con gái nữa thì không thể nào mà có đủ sức để bám chặt vô cái dây thừng làm cho tay bị xước. Bước qua cái thử thách, chui qua hàng rào, mình mới nhìn vô cái dàn hàng rào quá trời chấm gai, mặt mày xanh mét luôn á, cát, khó thở, mồ hôi chảy, sao mà mình thấy nó chua quá. Thử thách nữa là bưng một thùng lựu đạn, chân mình rủng hết rồi, nó bị mỏi gì bạn phải lên ra xuống hút liên tục, gần như là thở kiểu như rất là khó khăn, chạy về tới đích chỉ muốn nằm xuống thôi, mồ hôi thì cứ đổ ròng, bức bối khó chịu. Nếu như mà tính dàn nữ thì mình có lẽ là khỏe thứ hai sau Nga. Mình cũng hơi bất ngờ về chuyện này thì từ lúc đầu chương trình tới giờ là thể lực của mình đứng nhất. À, mình đã bị sụt hạng rồi. Lý do gì đâu? Cơ thể mình đó là cứng. Khi mà mình tập nhảy trên đôi giày cao gót á thì mình cứng ngắc, làm cho biên đạo bạc nơ của mình phải tập đi tập lại. Từng này đủ thứ lo lắng trên đời, quá trời căng nặng, bài nhảy. Làm sao vượt qua đây cũng là một cái chuyện rất là đau đầu. Thưa quý vị, Mai Trang và Huỳnh Huy. Thưa quý vị, nếu như chúng ta thấy là bình thường Mai Trang sẽ xuất hiện với anh chàng đẹp trai Lãng Tử, đó là bạn Minh Hiền. Thì hôm nay là vì một lý do cá nhân nên Minh Hiền không thể tham gia chương trình với chúng ta được, nên cũng mời anh chàng đẹp trai không kém, cũng body rất là chuẩn, đó là Huỳnh Huy, đã đến đây hỗ trợ cho Mai Trang. Xin cho Huỳnh Huy một tràng pháo tay ạ. Hôm nay thì Mai Trang đã có một cái vóc dáng hoàn toàn mới, gầy hơn rất là nhiều và hôm nay cực kỳ lộng lẫy. Quý vị và các bạn, nếu như yêu thích tiết mục này và chúng ta dự đoán họ sẽ được giám khảo chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần, chúng ta sẽ nhắn BN khoảng cách
0904 gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn để bình chọn cho họ. Xin mời John. Thì mỗi lần anh nghe về một thí sinh và partner không được thi với nhau đó vì vấn đề và mình phải kết hợp với một người mới, thực ra anh rất là lo lắng vì em không phải là một dancer chuyên nghiệp, một vũ công chuyên nghiệp, thì nếu mà em phải tập với một người mới thì nó, cái áp lực nó nhiều hơn, nó nặng hơn. Nhưng trong cái trường hợp này anh thấy nhảy với Huy giúp em rất nhiều trong cái bài này vì bài này rất hay. Nhanh lắm luôn. À, Huy em dựng bài này hả? Tại sao em dựng khó quá vậy? Là mấy cái bước đi đầu tiên, mấy cái bước chân đó, just da 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 da, quay da 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 da, nhanh lắm, nhanh thiệt là nhanh. Anh nhớ mấy cái tuần trước anh cũng nói một cái bài của em là một cái bài nhanh nhất anh thấy trong bước nhảy ngàn cân, đúng không? Đây, bài này là hơn cái bài đó luôn. Rất nhanh, kỹ thuật rất cao, trang phục siêu đẹp. Lúc em quay đó mình thấy nguyên cái cơ thể của em khác luôn, gầy luôn, đẹp luôn. Mà em phải coi chừng nha, vì cái phần cuối anh thấy em bị hơi mệt một tí xíu. Nhưng mà you đọc đi. Dạ. You đọc đi. Everything you talk about là Hưng viết là hết rồi. Thưa quý vị, có một sự trò chuyện em nhỏ rồi, hả? Tôi có thể phỏng đoán được câu chuyện. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng chợt nói Johnny Trần để nói hết tất cả những gì anh ta định nói. Yes. Cũng như câu nói anh ta đã nói tôi nhiều tuần trước đó. Y chang nhau. Y chang nhau. Rồi hai người về ở chung một nhà luôn đi. Bluetooth, thưa quý vị, một lần nữa Bluetooth lại được chuyển từ hai thông tin, hai bộ não tinh vi của hai giám khảo của chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ khỏi phát biểu. Yes. Có một cái điều rất là lạ, tôi muốn như vậy đó. Copy luôn, pass cho nó nhanh luôn. Copy pass luôn anh, yeah, thiệt hả? Y chang, nè, tôi viết cái gì, bạn ấy nói hết luôn. Chọn nhạc khó ha, trang phục đẹp, động tác phức tạp. Đó, có một chút loạn choạng ở phía Mai Trang về giờ chót. Y chang. Dạ. Yeah. Xem. Tôi tin chắc vẫn còn có người có cái để nói. Mời nhân vật áo đỏ. Nếu như bạn chọn đây là một cái loại chim thì lựa chọn của bạn hơi khó. Tại vì cái con chim Rio này là một trong những thứ giống chim rất là thông minh. Khi bạn chơi với nó, bạn đùa giỡn với nó mà lỡ bạn tán nó một cái, lát nó quay lại nó trả thù. Tại vì tôi với Trấn Thành vô tình đã đánh chung một bộ phim mà tôi phải sống với cái con chim đó rất là lâu. Khi tôi diễn với bạn đó, tôi có tán bạn, bạn té xuống, tất cả mọi người không ai dám tới gần tôi. Tại vì khi mà tôi con chim nó sẽ trở về mình bằng cách là người ta nói nó sẽ đánh tôi ngay, nó sẽ mổ tôi ngay. Nhưng mà cái bạn diễn chung với tôi, bạn chim đó đó, bạn hiền, mà tôi phải tâm sự như một người bạn. Tôi phải để bạn lên, xong tôi nói chim, chị xin lỗi chim nha chim, nãy chị tán em hơi mạnh, nhưng mà thôi, tại đó là gia diễn của chị. Hai đứa tâm sự với nhau, cuối cùng là hai con chim chơi thân với nhau. Tại chị nói được tiếng chim à, với nó. Ồ vậy luôn hả? Cho nên khi cái con chim thông minh thì cái gì trong người mình nó sẽ linh hoạt nhất, đó là con mắt. Chị muốn nhìn thấy con mắt em nhiều hơn. Lúc mà em úp người lại em chưa ngửa ra chị không thấy, nhưng mà chị thấy em chọn bộ đồ chị rất là thích. Tại bộ đồ này trong cái điệu nhảy này nó sẽ show ra được và nó sẽ che hết những khuyết điểm em có. Khi em tung thì tất cả cái áo nó tung lên, nó sẽ phá được khuyết điểm. Và kể cả một cái ông khó nhất trong cái làng nhảy múa này, ông Huy cũng không nhìn thấy cái cơ thể em nếu mà lắc không đều. Tại cái bộ đồ, chọn bộ đồ thông minh. Nhưng cái mắt của em á làm cho chị cảm thấy không có giống như có con chim rêu mà chị đã từng sống với nó mấy tháng trời. Chút sau tụi em làm hồi chị tưởng hai con chim non trên cành cây hót liêu lo mà sợ chú thợ săn bắn chết. Nó hơi chập chủng ha, cái như là hơi lạng chạng. Càng về sau sức mình càng đuối, lạng choạng làm cho mất đi đẹp từ đầu tới cuối. Và em có một cái giọng nói rất là chân thật mà người đàn ông thích nghe cái giọng thiệt thà như vậy. Cho nên cứ giữ cái giọng nói đó nghe. Em nói chuyện dễ thương lắm, chị thích giọng nói của em. Cảm coi ơn là em. Cô giáo. À vậy hả? Phải cần một cái giọng nói ngọt ngào dễ thương với các em nhỏ mới nghe theo dạ, được. À, đó là sư phạm mầm non, một cái nghề chị cũng rất là thích truyền lại và em có cách sư phạm cho nên khi em truyền lại nó hay vô tình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta thấy là Mai Trang đã có được một vóc dáng mới, một cái gương mặt rất là nhỏ gọn. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho bạn. Xin mời điểm số từ giám khảo John Huy Trần. Chị hơi tiếc về cái phần cuối, nhưng mà mấy cái còn lại rất thích. 9 điểm. Mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Hồi nãy tôi không nhìn ra, bây giờ tôi nhìn ra Huy rồi. Tôi biết bạn này cũng là rất là siêu giỏi với dance sport, giỏi lắm lắm. Và giang múa nhiều nữa, múa dân gian xuất sắc. Giỏi lắm, giỏi lắm. 9 điểm. Và giám khảo Việt Hương 8 điểm. Có vẻ số điểm hơi khiêm tốn. Và điểm trung bình của các bạn từ giám khảo là 8,7. Hy vọng bạn sẽ giảm cân được nhiều. Mời Mai Trang. Cân nặng cũ là 67,8 kg. Và cân nặng hiện tại là 65,5 kg. Bạn giảm được 2,3 kg.
và tương đương với 3,4%. Tổng điểm 12,1, cũng rất là cao. Nhưng mà hiện nay số điểm này đang là số điểm thấp nhất, cao nhất vẫn là Thái Sơn với 13,9 điểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại chặng đường của Mai Trang trong 7 tuần qua để xem quá trình giảm cân của bạn ấy như thế nào. Thưa quý vị, cân nặng cũ 81kg, cân nặng hiện tại là 65,5kg, bạn đã giảm được 15,5kg, chúc mừng bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.